Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 12 đã án các bị cáo trong vụ án tham ô 102 tỷ đồng tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 16 năm tù về tội tham ô tài sản, 5 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt đề nghị tuyên bị cáo Quân 21 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty Nguyễn Tâm, 12 năm về tội tham ô tài sản và 3 năm về tội rửa tiền, tổng hợp là 15 năm tù. 5 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận mức án cụ thể như sau: Nguyễn Thị Ngọc, cựu phó giám đốc 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Lan Anh, cựu phó giám đốc 3 năm 6 tháng tù, Ngô Trương Ngọc Bích, cựu trưởng phòng vật tư thiết bị y tế 3 năm 6 tháng tù, Đặng Thị Hiên, cựu kế toán trưởng 3 năm 6 tháng tù, Đặng Thị Hiên, cựu kế toán trưởng 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Huy Việt, nhân viên phòng vật tư thiết bị y tế 3 năm tù, Trần Hậu Nghĩa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Hải Đăng 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ bị cáo Quân, bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội rửa tiền. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử tuyên buộc cựu giám đốc bệnh viện Thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân phải bồi thường số tiền hơn 102,5 tỷ đồng cho bệnh viện này. Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, các bất động sản của vợ chồng bị cáo Quân Diễm tiếp tục bị kê biên. Theo hội đồng xét xử, các bị cáo đã vi phạm các quy định của luật đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan, tạo điều kiện cho Nguyễn Minh Quân chiếm đoạt tài sản nhà nước. Bị cáo Quân lợi dụng chức vụ, quyền hạn là giám đốc, chủ tài khoản, quản lý tài sản bệnh viện Thành phố Thủ Đức, chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập, sử dụng các công ty sân sau, ký hợp đồng khống, mua bán lọc vòng, nâng khống giá máy móc, thiết bị. Sau đó lập hồ sơ tham gia đấu thầu vào bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Sau khi được bệnh viện Thành phố Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền để chiếm đoạt. Tại tòa, hội đồng xét xử xác định lại số tiền mà ông Quân chiếm đoạt là 102,5 tỷ đồng. Quá trình xét xử, tất cả các bị cáo đều khai báo thành khẩn, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Nhiều bị cáo có đóng góp to lớn khi còn công tác là bác sĩ giỏi, thầy thuốc ưu tú. Trong phiên xét xử ngày 30 tháng 11, bị cáo Nguyễn Minh Quân đã nhận tội, dù ở phiên xử của ngày hôm trước 29 tháng 11 kêu oan. Cụ thể, trong giờ nghỉ giải lao tại phiên tòa sáng nay 30 tháng 11, chủ tọa phiên tòa cho phép bị cáo Nguyễn Minh Quân được gặp mẹ là bà S, 76 tuổi. Khi phiên tòa tiếp tục, bị cáo Quân phân trần, bản thân hiểu biết về pháp luật về đấu thầu còn hạn chế, chỉ lo công việc chuyên môn và rất tin tưởng anh em, không kiểm tra kỹ. Bị cáo Quân thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, cáo trạng xác định đúng mà trước đó bị cáo hiểu sai. Tại phiên tòa chiều 29 tháng 11, bị cáo Quân một mực kêu oan, trình bày không phải là bị cáo không thành khẩn, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, mà bị cáo không biết chuyện gì đã xảy ra. Bị cáo Quân cũng phủ nhận số tiền gần 104 tỷ đồng là tiền tham ô và khai đây là tiền đã cho Lợi mượn, sau đó Lợi trả lại. Bị cáo Lợi thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Lợi khai quen biết với Quân khi đang làm việc tại tiệm rửa xe ở quận Bình Thạnh, do Quân nhiều lần tới rửa xe tại đây. Sau đó, Lợi được Quân mời về làm việc tại công ty Ngọc Đạo, do vợ Quân là người đại diện. Quá trình này, Lợi được Quân chỉ đạo thành lập quản lý 4 công ty, gồm công ty Ngọc Đạo, Nguyễn Tâm, Trung Dung và Thanh Phương Sài Gòn. Các công ty này hoạt động là để mua bán hàng vật tư y tế, ký hợp đồng lòng vòng, nâng khống giá trị thiết bị y tế để bán vào Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, đều theo sự chỉ đạo của Quân. Bị cáo Lợi khai nguồn gốc hàng vật tư y tế là do Quân chỉ cho mình. Sau đó, Lợi nâng giá thiết bị lên 30-50% bán vào Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Quân chỉ đạo Lợi sử dụng 3 công ty, trong đó một công ty với hồ sơ có đầy đủ giấy tờ như đơn dự thầu, đơn bảo lãnh, tài liệu chứng minh năng lực tài chính để tham gia đấu thầu và trúng thầu. Sau khi thực hiện thành công việc đấu thầu, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức hoàn tất nghĩa vụ tài chính, Lợi đã chuyển tiền cho vợ chồng Quân. Vợ chồng Quân đã dùng tiền này để mua nhà ở thành phố Nha Trang, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và 2 ô tô. Về nguồn tiền mua các tài sản trên, Lợi khai thực hiện theo yêu cầu của vợ chồng Quân. Chủ tòa hỏi, bị cáo thực hiện các hành vi trên nhằm mục đích gì? Bị cáo Lợi trình bày rằng mình chỉ làm công, hưởng lương 40 triệu một tháng và không còn lợi ích gì khác. Bị cáo Lợi nói là không có tài sản riêng, chỉ có tài sản chung với vợ. Bị cáo Quân nói, khi được thẩm vấn, bị cáo Quân phủ nhận và nói bị Lợi vu khống. Quân khai quen biết với Lợi khi người này đang làm rửa xe. Bị cáo Quân nói, bị cáo cưu mang, tạo công ăn việc làm cho Lợi và nói Lợi về làm chung ở công ty Ngọc Đạo, nơi vợ của bị cáo làm giám đốc. Với số tiền gần 104 tỷ đồng được bị cáo Lợi chuyển cho vợ chồng bị cáo Quân,
thì cựu tổng giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức phủ nhận là tiền tham ô của Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Quân khai là trước đây chơi thân, tin tưởng Lợi nên cho bị cáo này mượn tiền và Lợi trả lại. Chủ tòa hỏi, việc vay mượn có giấy tờ gì không? Bị cáo Quân khai, do tin tưởng nên không cần ký giấy tờ. Chủ tòa hỏi, bị cáo cho rằng mình không có tội, nhưng bỏ ra rất nhiều triệu USD để thoát tội và vụ chạy án này đã bị xét xử. Bị cáo không cần lý giải gì thêm, hội đồng xét xử sẽ đánh giá toàn bộ những chứng cứ vật chất lẫn những chứng cứ khác trong vụ án. Khi đang là giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, ông Quân bị Bộ Công an điều tra các sai phạm nên đã chi hơn 60 tỷ đồng chạy án. Sau đó, ông vẫn bị bắt nên đã làm đơn tố cáo những người nhận tiền của mình. Năm 2022, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã xét xử 6 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ chạy án cho ông Quân. Trong vụ án này, có 2 cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an bị xét xử. Riêng ông Quân được xác định là chủ động khai báo trước khi bị phát giác, nên được bị trách nhiệm hình sự. Khai về việc này, bị cáo Quân nói khi đó rất bối rối. Bất cứ ai nhận giúp, bị cáo đều tin tưởng và thực hiện theo. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Minh Quân là người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là nguồn vốn vay ngân hàng và quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Quân chỉ đạo Lợi thành lập 4 công ty tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Các công ty này mua bán lòng vòng để nâng giá và tham gia 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Quân cũng gây sức ép với nhân viên, thành viên tổ chấm thầu, ký hợp đồng hồ sơ thầu để 4 công ty do Lợi quản lý trúng thầu với số tiền 345 tỷ đồng. Sau khi trừ giá mua và chi phí, Quân chiếm đoạt gần 104 tỷ đồng. Khi Bệnh viện Thành phố Thủ Đức thanh toán tiền cho công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi, nhưng do Quân sử dụng và chuyển vào tài khoản của vợ Quân là Diễm, chuyển vào các tài khoản các công ty Diễm đứng tên để mua tài sản. Cáo trạng thể hiện, tại cơ quan điều tra, Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, nên cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Về phần Lợi thành khẩn, hợp tác khai báo, có thái độ ăn năn, hối cải, tích cực, chủ động phối hợp với gia đình, nộp 14 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Riêng vợ Quân là Diễm, cáo trạng thể hiện khi Bệnh viện Thành phố Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Diễm yêu cầu Lợi chuyển tiền cho mình. Tổng số tiền Lợi đưa cho Diễm là gần 68 tỷ đồng, vợ chồng Quân Diễm mua bất động sản gần 52 tỷ đồng. Với gần 36 tỷ đồng Lợi chuyển, Quân chi tiêu cá nhân và mua 2 xe ô tô để Quân sử dụng. Kết quả điều tra chưa đủ căn cứ xác định có liên quan đến Diễm. Hành vi của Diễm phạm tội rửa tiền với vai trò đồng phạm giúp sức, phục tùng theo sự chỉ đạo của Quân. Tại cơ quan điều tra, Diễm có thái độ ăn năn, hối cải. Gia đình có 2 con nhỏ nên đề nghị xem xét khi lượng hình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.